tiếng cười nói rộn ràng vang lên trong căn bếp nhỏ. Chư tăng Phật tử chùa Linh Quang, người góp công, người góp của, người góp cả công lẫn của. Công việc tuy phải thức đêm dậy sớm, nhưng làm được việc có ý nghĩa, nên không ai cảm thấy mệt mỏi. Nhóm thiện tâm chúng con thường xuyên một tuần hai buổi con pha nấu cơm để dâng lên với cả các tác phẩm nhân hai bệnh viện và xóm xóm thận. Hôm nay chúng con cũng rất là vui mừng hân hoan, nhóm thiện tâm chúng con đã làm những bữa cơm ngon. Nguồn nguyên vật liệu đảm bảo sạch, an toàn và được chế biến cẩn thận tỉ mỉ. Các công đoạn tuần tự như đã phân chia từ đầu nên tất cả đều thực hiện nhanh chóng. Ngoài ra, đây cũng là dịp để chư tăng, Phật tử gắn kết nhau hơn. Những suất cơm nóng hổi được xếp ngay ngắn vào từng khay, suất nào cũng đầy đủ cơm, rau củ, thức ăn để giúp người bệnh đảm bảo dinh dưỡng. Sau đó, chư tăng Phật tử vận chuyển đến tận tay bệnh nhân tại Bệnh viện Tâm thần, Lao Phổi và Bệnh viện Thận tỉnh Điện Biên. Mang một ý nghĩa sâu sắc vào ngày Phật đản đã đem được tình yêu thương, niềm hân hoan đón mừng Phật đản đến cho bà con bệnh nhân, nguyện cho các bệnh nhân dùng được cái hộp cơm yêu thương này mà gia tăng sức khỏe và tật bệnh tiêu trừ. Những suất cơm được trao đi thể hiện tấm lòng thơm thà của người con Phật, đồng thời mang theo hy vọng vào một ngày mai tươi sáng, các bệnh nhân sẽ sớm khỏi bệnh, trở về đoàn tụ cùng gia đình.